Tử vi tuổi Mậu Dần 1998 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, hôm nay kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của những gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1988 trong tháng 11 sắp tới. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng này, tuổi Mậu Dần có gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo, đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui để tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết thông tin cụ thể. Tổng quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020, đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch có nạp sáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ, là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là phích lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sử, tam hợp thìn và thân thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với người tuổi Mậu Dần trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 11, tức ngày 19 tháng 12 dương lịch, có nạp sáp là Bính Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 11, tức ngày 31 tháng 12 dương lịch, có nạp sáp là Mậu Thân. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 11 năm 2020, tức ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sáp là Canh Thân. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Dần trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 20 tháng 11, tức ngày 3 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyên Kim. Thứ hai là ngày âm lịch mùng 8 tháng 11, tức ngày 22 tháng 12 dương lịch, có nạp sáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong tháng 11 âm lịch. Người tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thành đầu thổ, ngoài ra còn được gọi với cái tên là hổ quá lâm. Tính cách của người tuổi Mậu Dần thường nghiêng về hiện thực cuộc sống nhiều hơn so với các anh em khác của chúng. Thường coi trọng phẩm chất, cách ứng xử trong tất cả các vấn đề, thà chậm mà chắc chắn, còn hơn là nhanh mà bị thất bại. Chính cái tính cách này mà đã tập cho người tuổi Mậu Dần có được khả năng tập trung cao hơn trong giải quyết công việc, không bị tác động từ những vấn đề xung quanh, có một suy nghĩ lạc quan về cuộc sống. Bước sang tháng 11 Mậu Tý có Dần Dương Mộc gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mậu Dần sẽ dễ có được tài lộc hơn. Công việc, sự nghiệp
có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Trong tháng 11 âm lịch, do có nhiều cát tinh chiếu mạng, tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, vì thế mà có nhiều quý nhân phù trợ, có nhiều cơ hội để học tập hay làm việc tốt. Bản mệnh cần chủ động nắm bắt. Có điều, bản mệnh cần hết sức lưu ý tới vấn đề về sức khỏe. Trong tháng có không ít hung tinh, chủ về đau yếu, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Bản mệnh đi xa sẽ bất lợi, cho nên cần cẩn trọng, đề phòng. Trong tháng này, các gia chủ Mậu Dần sẽ cần chú ý ngày âm lịch 29 tháng 11 năm 2020, tức ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng, ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, quý anh chị tuổi Mậu Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi và minh quang pháp bảo dùng làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Cả hai đều là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Mậu Dần. Bước sang tháng 11 năm 2020, đây là tháng mà mọi việc tiến triển rất thuận lợi cho gia chủ tuổi Mậu Dần. Người tuổi Mậu Dần phần lớn đều mới ra trường, sự nghiệp bắt đầu. Tháng 11 này sẽ là tháng khá thuận lợi cho những chú hổ bắt đầu vào công việc mới. Khi có cơ hội, hãy chủ động làm quen, ghi điểm trong mắt những nhân viên cũ. Đó cũng là bước đệm để bạn phát triển sự nghiệp sau này. Ngoài ra, bạn nên không ngừng học hỏi, nỗ lực trau dồi kiến thức, kinh nghiệm từ người đi trước. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu đạt được thành công, tăng cường sức khỏe, ổn định tinh thần, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội, tài lộc. Tháng 11 sắp tới, bạn có thể sẽ mất một khoản tiền cho học tập hoặc xin việc, nhưng không đáng bao nhiêu so với những gì bạn thu lại được. Đừng lo, tất cả chỉ mới bắt đầu, bạn sẽ có khoản tích lũy dần vào thời gian sau. Những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Bạn cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Để may mắn thành công, các anh chị tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình duyên. Về phương diện tình cảm của người tuổi Mậu Dần tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành. Bạn sẽ tìm được đối phương tại nơi làm việc, nên hãy tích cực bắt chuyện, tham gia các hoạt động tập thể vì đó là cơ hội của bạn. Còn với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất giải quyết vấn đề là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán. Tuyệt đối không áp đặt quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn xảy ra. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giáp khai vận gỗ huyền long, dần, ngọ, tuất. Vật phẩm là một pháp khí hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Sức khỏe của tuổi Mậu Dần.
Nhìn chung, đây là tháng mà tình hình sức khỏe của con giáp tuổi Mậu Dần khá ổn định. Bạn đã duy trì được lối sống lành mạnh và tìm thấy được những cải thiện đáng kể. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Hơn nữa người tuổi Mậu Dần còn rất trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe, bỏ bê bản thân. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mậu Dần cần mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát, được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi Mậu Dần trong tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh phong thủy Gia Cát. Mọi người đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến, đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Mậu Dần tháng 11 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.